Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip chia sẻ cho những anh em mới chơi chim chào mào cái cách vào lửa cho chim. Thì theo mình á, lửa của con chim chào mào ở đây á là cực kỳ đơn giản luôn nha mọi người. Nó cũng chả có cái gì cao siêu hết. Hồi trước á, thì mình cũng mới tập chơi chim chào mào thì mình cũng như nhiều người mới tập chơi á, thì mình cũng chả biết lửa là cái gì hết và mình cũng chả biết làm sao để vào lửa. Tại vì mình nghĩ mình chăm cũng kỹ lắm mà sao con chim mình nó không đạt, nó không có vào lửa. Thì sau khi mình chơi một thời gian, mình tìm hiểu và mình được những cái người anh em chơi lâu năm á, người ta chỉ, thì mình mới biết vào lửa là như thế nào. Mà vào lửa thực chất là khi con chim của mình á, nó đạt được một cái sức khỏe tốt, một cái sự ổn định, thì nó tự khắc có lửa thôi. Thì cái cách vào lửa của mình á, thì cũng như nhiều anh em á, thì đó là cái cách chăm đều tay. Vào lửa ở đây là dành cho những chú chim đã xong lông hoàn toàn nha mọi người, chứ không phải là vào lửa dành cho những chú chim đang thay lông đó. Thì lúc mà anh em muốn vào lửa cho chim á, và vào lửa cho chim chào mào là dành cho những con chim đã xong lông. Sau khi anh em chú chim của mình đã xong lông á, thì anh em thả lực trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tùy vào cái độ kỹ của anh em. Có nhiều anh em á, thì thả 1 tháng, có nhiều anh em thả 1 tháng rưỡi. Còn như mình á, thì mình tùy vào những chú chim thôi. Nhiều con chim á, nó thả lực nhưng mà nó bay cực kỳ ít, thì mình có thể kéo dài cái thời gian thả lực ra đến 1 tháng rưỡi. Còn những chú chim mà thả mà chim nó linh hoạt, nó di chuyển nhiều hơn á, nó bay qua bay lại nhiều hơn á, thì nó sẽ đốt được cái lượng mỡ thừa á, và nó giúp lại những cái khối cơ hoạt động lại những cơ trong cái thời gian mà nó thay lông á, thì mình sẽ thả lực ít lại là 1 tháng. Nhưng mà thực chất á, lúc mà thả lực là không phải là thả lực để vào lửa đó nha mọi người. Thả lực ở đây á, chỉ làm săn chắc lại những khối cơ thôi, chứ không phải là thả lực để vào lửa. Thả lực thì thực chất là thả lực không có vào lửa nha. Đó, anh em sau khi anh em thả lực xong thì anh em mới vào lửa. Vào lửa thì anh em kết hợp là phơi nắng, tắm và dợt, và cái chế độ dinh dưỡng là 4 cái yếu tố đó thôi là sẽ giúp cho con chim anh em vào lửa. Phơi nắng ở đây á, là như cách của mình á, thì buổi sáng là 1 tiếng nắng đó, buổi chiều á, là 30 phút nắng, và tắm thì mình 2 ngày mình tắm 1 lần, và chế độ dợt á, thì tùy vào chú chim để anh em dợt thôi. Như mình á, những cái con chim thi á, những con chim thi đã quen dàn rồi, đã chơi dàn và đã thi nhiều rồi á, thì mình không có đi dợt cà phê, trừ khi mà chim nó lâu lên lửa quá thì mình mới đem ra cà phê 1 tuần cho dợt 1 lần, mà để làm gì, để nó lên lửa thôi. Nhưng mà khi anh em đem ra dàn cà phê dợt á, lúc mà con chim mình chưa có lửa, thì lúc mà anh em ra dàn thì anh em nên tụ chim lại, ngồi 5-10 phút, anh em ngồi anh em theo dõi cái chỗ sào nào mà những con chim yếu hơn, hoặc là những cái con bổi á, sào đó những con bổi á, thì anh em mới nên móc con chim mình treo đó nha. Tại vì sao anh em biết không? Tại vì là lúc mà con chim mình nó chưa có lửa mà anh em đem ra treo liền chỗ mấy con chim mà nó đang căng lửa hoặc là nó mạnh á, nó sẽ đè con chim của mình, mà đè con chim của mình thì theo mình thì cực kỳ khó lên lửa luôn. Và nhiều con chim nó mạnh quá, nó đè con chim mình đến bể luôn nha anh em. Nên anh em lúc mà anh em ra cà phê á, để chim mình vào lửa, thì tốt nhất anh em nên treo chỗ những con chim mà yếu lửa, để làm sao con chim mình nó mạnh hơn, nó đè những con chim đó thì về sẽ nhanh lên lửa hơn nha. Chế độ dinh dưỡng thì nhiều anh em thì lúc mà chăm lông thì anh em sẽ nuôi cắm dưỡng, và lúc mà vào lửa anh em sẽ nuôi cắm đấu, thì đó là tùy mỗi người. Nhưng mà còn như cách của mình á, thì thực chất là mình nuôi một con chim là từ một loại cám, là vừa dưỡng vừa đấu. Lúc mà con chim của mình nó thay lông nó cũng ăn loại cám đó, và lúc mà nó lên lửa nó cũng ăn một loại cám đó luôn, mình không có đổi lên cám đấu như mọi người. Tại vì cái cám này là cám mình tự mình làm, nên mình làm cho chú chim mình ăn ổn định, nên mình không có đổi. Còn tùy vào anh em, nếu như anh em muốn lên lửa nhanh hơn thì anh em vào cám đấu để lên lửa. Nhưng mà cám đấu thì anh em cũng nên theo dõi nha, tại vì cám đấu có cái chất nóng trong đó rất là nhiều á. Nhiều khi anh em lên mà nhiều loại cám mà anh em không để ý thì nó nóng quá là bức con chim mà đâm ra căng quá thì sẽ sinh ra lỗi tật nha anh em. Nhiều con nó căng quá, nó ngoái, nó ngửa rồi nó cắn nan tùm lum á, nên anh em phải để ý. Còn như mình thì mình chăm một loại cám từ thay lông và lên lửa luôn, nên mình không có đổi qua đổi lại. Và anh em nên cho ăn cào cào nha, nên bổ sung mồi tươi, đó là cào cào.
Như mình thì hầu như là lúc mà mình chăm chim vào lửa thì ngày nào mình cho ăn cào cào hết. Con nào mà ăn được nhiều thì mình cho ăn full luôn, còn con nào mà ít ăn thì mình cho ít thôi. Tại vì ít ăn mà mình cho nhiều quá thì đâm ra nó phí. Ở nhà thì anh em hạn chế cho chim nhà kè đấu với nhau nha, tránh tình trạng mà nhiều anh em rảnh quá anh em cứ lấy chim ra sáng anh em phơi cái anh em cho đo kè đấu nhiều thì nó rất là khó lên lửa nha mọi người. Nên tốt nhất anh em chơi chào mào thì anh em đừng có kè đấu chim nhà và tuyệt đối đừng có cho nhìn thấy nhau đó. Thì đó là những cái cách của mình để cho giúp chim lên lửa. Thì mình khuyên anh em nên chăm thêm một cái chế độ đều tay, cứ đều tay là chim nó tự khắc lên lửa thôi, chứ không có cái gì cao siêu hết nha mọi người. Chúc anh em chăm chim tốt nha. Nếu anh em cảm thấy hay thì giúp mình một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.